Sau 6 năm kiên trì, miệt mài theo đuổi quy trình sản xuất rau hữu cơ, thương hiệu Happy Veggie của chị Trần Ngọc Diệp đã đạt chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam và đang ngày một khẳng định vị trí trong thị trường nông sản sạch. Đặc biệt, chị cùng các cộng sự đã xây dựng thành công hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng công nghệ quét mã QR code. Quy trình sản xuất bắt đầu từ việc cào đất, nhận lỗ, thả hạt, phủ mặt, chất các khay cây giống lên giàn từ 13 đến 15 ngày rồi mang ra cấy. Sau khoảng 24 đến 27 ngày sẽ thu hoạch tùy vào từng loại rau. Cây được trồng bằng phân bò ủ oai, hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ sử dụng vi sinh. Để hạn chế sâu bệnh, vườn rau thường xuyên được hút bọ nhảy bằng máy, khoảng từ 1 đến 2 lần một ngày. Hiện Happy Veggie có khoảng 50 loại rau củ, trái cây các loại, canh tác trên 3 trang trại: Tân Sơn, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Măng Đen, Kon Tum và Vũng Tàu. 60% sản lượng được công ty phân phối trực tiếp thông qua các hội chợ nông sản sạch, kênh online. 40% còn lại được đưa vào hệ thống các cửa hàng như Ân Nam, Nam An, Farmer Market, Vườn Xanh. Khi mà bắt đầu đưa ra thương hiệu ra thị trường thì nó gặp phải rất là nhiều khó khăn. Nhất là giá thành, bởi vì là không ai chấp nhận cái giá rau hữu cơ cao như vậy. Nhưng mà nếu mà không bán được cái giá như thế thì chắc chắn là vườn sẽ không tồn tại. Cái thứ hai là nhận thức của người tiêu dùng về việc là thực phẩm sạch và rau hữu cơ khác với lại các cái sản phẩm khác như thế nào cũng đang rất là hạn chế. Thì mình nghĩ là đấy là hai khó khăn lớn nhất mà khi chúng mình bắt đầu đưa cái sản phẩm này ra thị trường. Thì để vượt qua được những cái khó khăn đó thì đầu tiên là bọn mình phải tập trung vào cái chuyện là chứng minh rằng mình làm đúng và làm tốt. Và đó là lý do tại sao mà các bạn nói, tôi mới nói với các bạn là 2 năm vừa rồi là bọn mình tập trung vào cái chuyện là xây dựng nguồn data để công khai minh bạch quy trình sản xuất với người tiêu dùng. Và đến bây giờ thì bất cứ người tiêu dùng nào cũng có thể tự kiểm soát được cái sản phẩm đó được trồng như thế nào. Mà để cho mọi người có thể tiếp tục con đường này thì tôi nghĩ rằng là cái phần truyền thông rất là quan trọng. Và làm sao đấy để mình có thể tiếp cận trực tiếp được với người tiêu dùng một cách gọi là vừa online và vừa offline. Mà tôi nghĩ là online bây giờ sẽ là một cái cách mà nó tốt nhất. Vậy thì nếu mà các bạn có thể cung cấp thông tin online ngay trực tiếp và đáng tin cậy cho người tiêu dùng thì có lẽ đấy sẽ là một trong những cái chìa khóa để thành công. Còn về sản xuất thì hiện nay tôi thực sự là cũng hơi băn khoăn, bởi vì Việt Nam chúng ta thì cái năng lực về sản xuất hữu cơ rất thấp, rất kém. Để nói rằng cái người nào mà đã thực sự làm hữu cơ mà có kinh nghiệm á, thì rất là ít. Cái số người đấy đã ít nhưng mà cái người mà thành công lại càng ít hơn. Thế thì làm sao để cho cái nền nông nghiệp hữu cơ của chúng ta phát triển thì tôi nghĩ là có thể phải trong vài năm tới khi mà những người làm hữu cơ hợp lại với nhau. Và gần đây thì chính phủ cũng đã đưa ra được một cái bộ quy chuẩn hữu cơ, tôi nghĩ đấy là bước khởi đầu để cho mọi người có thể bắt đầu làm chuẩn hóa với một cái giá nó phải chăng hơn. Tôi nghĩ rằng bí quyết thành công mà để gọi là trong sản xuất hữu cơ thì nó cũng không khác nhiều bí quyết thành công trong bất cứ một cái ngành công nghiệp, một cái ngành nào khác. Tôi nghĩ rằng tôi rất là may mắn là bởi vì tôi có một cái team. Trong team của tôi thì rất là rõ ràng, một bạn thì chuyên phụ trách về sản xuất và bạn ấy có kinh nghiệm 6 năm trong lĩnh vực hữu cơ. Những người như thế không nhiều, tôi nghĩ đấy là may mắn đầu tiên. Cái thứ hai nữa là chúng tôi phân công rất rõ, ví dụ như tôi là Diệp thì tôi sẽ phụ trách toàn bộ cái kênh phân phối, quản lý về bán hàng và truyền thông. Thì hai người, hai việc như vậy là chúng tôi kết hợp với nhau thì để cho mọi người ai tập trung vào việc đó. Còn hiện nay tôi biết rằng rất nhiều người làm hữu cơ và họ cuối cùng phải bỏ cuộc là bởi vì họ làm một lúc hai việc. Họ vừa sản xuất, xong đến lúc đi lên đầu ra thì họ lại bán không được. Đầu ra bán không được lại quay về có nên sản xuất tiếp hay không. Mà các bạn biết rồi, nông nghiệp nó không phải là ngày hôm nay tôi muốn bán là ngày mai tôi có sản phẩm để bán. Anh phải chuẩn bị trước đó 3 tháng, 6 tháng thì anh mới có thể có sản phẩm để bán được. Thế thì nếu như mà bạn không tập trung vào sản xuất thì đến lúc bạn có khách hàng bạn lại không có sản phẩm. Nhưng mà đến lúc bạn lại tập trung vào bán hàng thì đến lúc khách hàng muốn bạn thì bạn lại cũng không có sản phẩm để bán. Thế thì đến lúc còn bên sản xuất mà tập trung quá đến lúc có sản phẩm ra thì lại không có khách hàng mua. Và tôi biết rằng là đến 90% những người làm nông nghiệp hữu cơ hiện nay bỏ cuộc là vì lý do đó. Thế nếu như bạn nó mà muốn thành công trong nông nghiệp hữu cơ, tôi nghĩ rằng là các bạn phải có hai yếu tố. Thứ nhất là các bạn đảm bảo được sản xuất ra sản phẩm. Nhưng bên cạnh đó các bạn phải có cái người hỗ trợ các bạn bán hàng đầu ra. Còn nếu các bạn làm cùng một lúc hai việc thì cái khả năng thành công của bạn rất thấp. Ví dụ như là bó cải ngồng này chúng ta có thể biết được rằng là nó được sản xuất như thế nào bằng cách là gì. Các bạn sẽ mở Zalo của mình lên. Và trong Zalo đó thì bao giờ chúng ta cũng tìm được cái chỗ để chúng ta có thể là quét QR code. Và khi quét QR code rồi các bạn rất là dễ, các bạn chỉ việc là để nó lên trên cái bó rau như thế này và chúng ta quét thì ngay lập tức là tất cả những thông tin về sản phẩm nó sẽ được hiện ra. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái việc cải ngồng này là đến ngày hôm nay là được trồng được 42 ngày rồi. Và cái địa điểm trồng cái cải ngồng này là vườn Tân Sơn, Tân Bình.
Và dưới đây thì nó có location của cái vườn đó luôn. Nên là các bạn có thể theo cái Google Map này và đến thẳng vườn để mà hỏi xem là có đúng là cái bó rau này được trồng ở đấy và trồng theo đúng cái quy trình mà đã hiện lên ở đây không. Thì nhìn đây thì các bạn sẽ thấy rằng là cái bó rau cải ngồng này được gieo hạt xuống cái vườn ươm là ngày 11 tháng 11. Sau đó đến ngày 25 tháng 11 sẽ được cấy xuống ruộng. Và sau đó thì trong quá trình đó thì chúng ta sẽ nhổ cỏ này, phun vi sinh 3 lần và có hút bọ nhảy. Bởi vì rau cải thì bao giờ cũng bị bọ nhảy ăn rất là nhiều, nó làm cho lủng lỗ. Nhưng mà chúng tôi không có phân hóa học hay là thuốc trừ sâu, cho nên là bắt buộc là phải sử dụng cơ giới. Thế thì và đóng gói là ngày hôm nay. Thì nếu mà bạn có cái tem truy xuất nguồn gốc này rồi á, thì có thể đến thẳng vườn và các bạn công nhân sẽ truy lục cho bạn toàn bộ báo cáo sản xuất của cái bịch rau này trong vòng hơn 1 tháng 42 ngày.